Nhân quả. Câu hỏi của Thiện Đức. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về xứ Phật, tập 9. Tác giả: Trưởng lão Thích Thông Lạc. Nhân quả. Câu hỏi của Thiện Đức. Hỏi: Kính thưa thầy, khuya 2 giờ con thức dậy ra sau hè tu tập, thì con chó, ban quản lý nuôi canh giữ ký túc xá, thường chạy theo con. Trong suốt thời gian con tu tập, nó nằm im một xó, vừa bị rung, vừa lạnh, vừa bị muỗi đốt, trông rất tội nghiệp. Con đuổi nó đi, nhưng nó vẫn nằm ì. Ngày thường con đâu có cho nó ăn gì, chẳng hiểu sao nó lại mến con. Có khi nào con và nó có nhân duyên tiền kiếp với nhau? Nghe người ta nói, loài chó mèo rất linh tính. Điều đó có đúng không, thưa thầy? Đáp: Tất cả những loài vật và mọi người đang sống chung quanh ta đều có duyên nhân quả, thuận hay nghịch với nhau. Những loài vật nhỏ như kiến, trùng, muỗi mòng, rắn, rết đang sống chung quanh con đều có duyên nhân quả với con cả, chứ không riêng con chó này. Nếu con giết chúng là con tạo nhân ác. Một con muỗi đến thăm con là đòi nợ máu của con. Vô tình con chặn tiếc, đập chết nó, là con đã không trả nợ máu cho nó xong, mà lại còn mang thêm nghiệp sát sanh giết muỗi. Khi một con kiến cắn, một con muỗi, một con mồng, một con rết hoặc con rắn cắn đều có nợ nhân quả với nhau cả. Ta hãy vui vẻ, đừng giết chúng. Vì có giết chúng, thì quả đau khổ của chúng ta cũng không hết liền được, mà lại tạo thêm nhân ác là giết chúng. Vì thế, khi bị chúng cắn đau đớn, thì con nên nghĩ ngay rằng con đang trả nợ nhân quả. Do hiểu biết đang trả nợ nhân quả, thì con liền dừng tay, không làm thêm một tội ác, giết chúng sanh. Bố thí một ít máu cho con muỗi, con có chết gì đâu, mà lại giết chúng để mãi mãi nợ nhân quả ác từ kiếp này đến kiếp khác, không bao giờ dứt. Một con chó theo quấn quýt bên con đều có nhân quả. Đời trước nó là một người thân của con, hiện giờ ở lớp nghiệp chó. Con không biết nó là ai, nhưng khi con có đôi mắt tam minh vượt qua nghiệp, thì con biết nó là ai ở kiếp trước của con. Nó có thể là cha, là mẹ, là anh chị em, là cô bác, là những người thân, chứ không có ai xa lạ đâu, con ạ. Vì hiểu biết nhân quả, cho nên mọi người, mọi vật chung quanh ta đều là những người thân của chúng ta. Do đó, ta đừng đánh đập chúng, mà hãy thương yêu và tha thứ khi chúng đã lỡ lầm xúc phạm đến ta, hoặc làm cho ta khổ đau, hoặc chúng đói khát ăn lén thực phẩm của chúng ta, thì ta cũng nên tha thứ, đừng giết hại chúng, đừng làm chúng đau khổ, mà hãy thương xót chúng như thương thân ta vậy, con ạ. Vì nghiệp nhân quả mà con muỗi đốt ta để hút máu nuôi sống thân, chúng có biết gì đâu, chỉ theo quy luật nhân quả, đói là phải ăn, mà ăn thì phải làm ác, cũng giống như chúng ta vậy, phải không con? Ở đời, mọi người sống cũng vậy. Vì không rõ nhân quả, nên mọi người vì cuộc sống của mình mà chà đạp lên sự sống của loài vật khác, người khác. Vì cuộc sống của ta, nên ta trở thành kẻ ác, gian tham, giết hại lẫn nhau. Vì cuộc sống mà con người mất bản tính thiện, chỉ còn tính ác hay hung dữ của loài ác thú. Vì cuộc sống của mỗi dân tộc, của mỗi nước mà thế giới chẳng hòa bình, nước lớn mạnh ăn hiếp nước nhỏ yếu. Vì cuộc sống của ta mà ta hãy thương yêu mọi cuộc sống của người khác
và loài vật khác. Có như vậy mới chính vì cuộc sống của ta. Con chó vì nhân quả ái kiết sử đời trước chưa tan, nên nó vẫn theo sát và nằm gần bên con. Dù cho trời lạnh, muỗi đốt mà không hề rời con. Lòng yêu thương nó, con đuổi nó vào, nhưng nó vẫn không nỡ rời lìa bỏ con vào nhà. Xem thế, đủ biết luật nhân quả ái kiết sử quả là ghê gớm thật. Có đúng như vậy không con? Thương thì ai cũng thương, nhưng bản chất hung dữ và giận hờn, oán ghét thì ai cũng còn, chứ không bao giờ bỏ được, phải không con? Chúng ta được sanh làm người đều do nhân quả, nên lúc nào cũng bị chi phối bởi luật nhân quả. Buồn rầu, đau khổ, bệnh tật, tai nạn, thương yêu, giận hờn, vân vân đều do nhân quả cả. Chúng ta sống trong vòng tay nhân quả mà không biết chuyển đổi nhân quả thì không thể nào thoát khỏi vòng tay nhân quả. Không gian và thời gian là những mảnh lưới thiên la địa võng của nhân quả, nên không có một vật nào thoát ra khỏi sự chi phối của nó. Muốn thoát ra khỏi quy luật của nhân quả thì chỉ có sống thiện. Sống thiện có 10 điều chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. 1. Không giết hại và ăn thịt chúng sanh. 2. Không gian tham trộm cắp, lấy của không cho. 3. Không nên tà dâm với người khác, làm hại gia đình người, gia đình mình. Chưa lập gia đình, phải giữ gìn cho trong sạch, đừng nên trao thân gửi phận cho người khác khi chưa thành hôn. Chúng ta là con người, chứ không phải là con thú vật. Hành dâm dục là phải có đạo lý, chứ đâu phải đụng đâu hành dâm đó. Nếu không lấy đạo lý mà giữ gìn đức hạnh, thì khổ đau và hối hận không thể tránh khỏi trong cuộc đời, đầy rẫy những ác pháp. 4. Không nên nói lời hung dữ, nạt nộ, chửi mắng người. 5. Không nên nói xấu người. 6. Không nên nói vu khống người. 7. Không nên nói dối, nói không đúng sự thật. 8. Không tham lam, ham muốn. 9. Không sân giận. 10. Không si mê. Trên đây là 10 điều thiện để chuyển hóa nhân quả, khiến cho nhân quả xấu trở thành nhân quả tốt. Con hãy đọc sách Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm mà thầy đã cho ấn tống thì rõ.